Ngày 9 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 9, lực lượng Nga đã thực hiện 6 đợt tấn công tầm xa chính xác cao nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine, sử dụng tên lửa phóng từ máy bay và tàu chiến và các máy bay không người lái UAV. Các đợt tấn công nhằm vào cơ sở tình báo, hạ tầng cảng, cơ sở sản xuất, xuồng tự hành, nhà kho quân sự, kho nhiên liệu của Ukraine. Bên cạnh đó, Nga còn nói đã đánh vào các căn cứ huấn luyện các nhóm mà Nga coi là phá hoại và khủng bố. Bộ Quốc phòng Nga nói các cuộc tấn công tầm xa đã làm gián đoạn hoạt động tình báo tín hiệu chiến lược của Ukraine, phá hoại sự hỗ trợ hậu cần cho binh sĩ chiến đấu tại tỉnh Kherson và Zaporizhia. Cũng trong ngày 9 tháng 9, quan chức lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm Sergei Aksyonov cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một UAV của đối phương tại khu vực Tây Bắc bán đảo. Ukraine hiện chưa bình luận về những tuyên bố trên. Chúng tôi rất biết ơn vì những gì đã được cung cấp. Chúng tôi cần thêm vũ khí hạng nặng và cần ngay bây giờ. Ông Rostam Umerov, tân bộ trưởng quốc phòng Ukraine, phát biểu ngày 9 tháng 9. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc các nước chậm cung cấp vũ khí đang cản trở cuộc phản công của Kiev. Từ tháng 6, Ukraine đã phát động phản công giành lại lãnh thổ ở phía Đông Bắc và phía Nam. Cuộc phản công kéo dài và gặp nhiều khó khăn. Quân đội Ukraine hiện phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp xe bọc thép và thiết bị từ các đồng minh phương Tây. Vào tháng 10 tới, những cơn mưa sẽ tạo ra nhiều bùn lầy, khả năng sẽ gây khó khăn cho các phương tiện bọc thép hạng nặng của Ukraine trong phản công. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ông Kishida đã giải thích việc xả nước thải hạt nhân ra biển với các lãnh đạo tại hội nghị G20 năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Thủ tướng Kishida giải thích rằng dữ liệu được xả nước vào tháng trước đã được công bố nhanh chóng và minh bạch, không có vấn đề gì phát sinh từ quan điểm khoa học, bà Ono Hikariko, thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Tokyo đã khiếu nại về động thái của Trung Quốc trong việc cấm nhập thủy sản của Nhật lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đồng thời cam kết sẽ giải thích về độ an toàn của nước thải nhiễm phóng xạ tại các diễn đàn ngoại giao. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và giải thích cho cộng đồng quốc tế dựa trên bằng chứng khoa học một cách thiện chí và minh bạch, bà Ono nói. Dù thi đấu rất cố gắng và có lúc rất gần với bàn thắng, nhưng U23 Yemen vẫn phải nhận trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam tại lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2024. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà U23 Việt Nam được ghi vào những phút cuối trận do công của cầu thủ vào sân thành người Bùi Vĩ Hào. Qua đó, đoàn quân của huấn viên Chu Dê giành ngôi đầu bảng C và chính thức góp mặt ở giải U23 châu Á 2024. Sau trận đấu, huấn luyện viên Miroslav Soukup của U23 Yemen tỏ ra thất vọng với kết quả chung cuộc, khiến Yemen bất lợi trong việc giành tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Song ông cũng chấp nhận kết quả và dành những lời chúc mừng và đánh giá cao dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chuje. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới chủ nhà vì chiến thắng. Chúng tôi biết U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng U23 Yemen đã có những tính toán cho trận đấu. Trên thực tế, chúng tôi đã chơi khá tốt, giữ cự ly đội hình và chơi đúng ý đồ để rồi tạo ra vài cơ hội. Đáng tiếc là chúng tôi lại thiếu may mắn để biến cơ hội thành bàn thắng, trong khi U23 Việt Nam có chất lượng tốt hơn và giành chiến thắng. Tôi thực tâm muốn U23 Việt Nam giành chiến thắng trận cuối và có mặt tại Qatar vào năm tới vì họ xứng đáng. Còn các học trò của tôi, họ đã chơi rất tốt và nỗ lực trong 80 phút của trận đấu.